Liên Quân Mobile thắng bại tại kỹ năng. Nghi vấn ADC quay trở lại sau hơn một tháng thông báo giải nghệ. ADC, Lai Băng, Xuân Bách, Broi cùng một loạt tuyển thủ được đề cử vào hạng mục Gamer Streamer của năm WeChoice Award. Thần rừng Kato quay trở lại đội hình Flash Wolves sau một mùa giải nghỉ thi đấu. First One nói lời chia tay với Buriram United eSports sau thất bại tại AIC 2020. Xin chào! Các bạn đang quay trở lại với bản tin Mega News. Trong khi các giải đấu liên quân vẫn đang trong giai đoạn tạm nghỉ thì thị trường chuyển nhượng có lẽ là những tin tức mà các bạn mong chờ nhất đúng không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng Phương Thảo bắt đầu ngay với những tin đồn về chuyển nhượng hot nhất trong bản tin ngày hôm nay. Let's go! Sau gần một tháng thông báo giải nghệ, người hâm mộ luôn thắc mắc rằng ADC sẽ làm gì sau khi nghỉ thi đấu. Và mới gần đây thì khán giả đã phát hiện ra có vẻ như là anh chàng này đang có những dấu hiệu nhớ nghề khi đã đăng dòng trạng thái trên trang fanpage của mình, ẩn ý về khả năng sẽ quay trở lại thi đấu. Sau gần một tháng tuyên bố giải nghệ, anh chàng ADC bất ngờ úp mở về chuyện quay trở lại thi đấu trên trang fanpage cá nhân của mình. Không những thế, chính anh cả gấu cũng đã xác nhận trên livestream của mình rằng ADC sẽ quay trở lại thi đấu trong mùa giải tới. Trong khoảng thời gian tuyên bố giải nghệ, ADC vẫn tiếp tục công việc livestream và giao lưu với khán giả trên fanpage cá nhân của mình. Nếu như đây đúng là sự thật thì hẳn sẽ là một tin vui đối với người hâm mộ. Nhưng ADC quay trở lại có tiếp tục khoác áo Team Flash hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn dành cho khán giả. 2020 không phải là một năm quá thành công với các đại diện đến từ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, nhưng những cố gắng, khát khao chiến thắng và theo đuổi đam mê của các tuyển thủ đã truyền cảm hứng đến rất nhiều người của thế hệ trẻ. Và những nỗ lực ấy đã được công nhận khi Team Flash, Sài Gòn Phantom và hàng loạt các tuyển thủ có mặt trong hạng mục đề cử của giải thưởng danh giá WeChoice Award 2020. WeChoice Award là giải thưởng danh giá dành cho những cái tên có những đóng góp và truyền cảm hứng trong năm. Và năm nay, Team Flash, Sài Gòn Phantom cùng hàng loạt cái tên khác như ADC, Lai Băng, Xuân Bách, Rui hay bình luận viên Tùng Họa Mi đều được đề cử trong hạng mục Gamer, Streamer của năm. Đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho sự cố gắng và những nỗ lực trong năm vừa qua khi những tuyển thủ, bình luận viên vẫn luôn thắp lên ngọn lửa theo đuổi đam mê, theo đuổi vinh quang của mình. Sau thất bại tại AIC 2020, Havin, huấn luyện viên của Team Flash cũng đã nói lời chia tay với đội tuyển sau hơn một năm gắn bó cùng với rất nhiều danh hiệu cao quý. Sau hơn một năm gắn bó cùng Team Flash, huấn luyện viên Havin đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển này. Bắt đầu dẫn dắt kể từ AWC 2019, Havin cùng Team Flash đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu cao quý với hai chức vô địch đấu trường danh vọng và lần đầu tiên đưa Team Flash lên đỉnh cao nhất của thế giới với hai chức vô địch quốc tế AWC 2019 và AIC 2019. Sau một mùa giải tuyên bố giải nghệ, thần rừng Kato, người đã đóng góp rất lớn vào chức vô địch APL 2020 của Flash Wolves cũng đã xác nhận sẽ quay trở lại thi đấu. Mới đây trên trang fanpage thì Flash Wolves đã công bố đội hình chính thức của mình trong mùa giải mới với sự góp mặt của Kato cùng hàng loạt các công thần. Sau một mùa giải tuyên bố giải nghệ, thần rừng Kato đã chính thức quay trở lại màu áo của Flash Wolves trong mùa giải tới sau khi đội tuyển này đăng bài công bố đội hình chính thức trên trang fanpage. Kato được biết đến là một trong những tuyển thủ đi rừng hay nhất khu vực GCS và đã đóng góp rất lớn vào chức vô địch APL 2020 của bầy sói chớp. Sau khi hàng loạt những trụ cột nói lời chia tay với Buriram United eSports thì họ tiếp tục mất đi sự phục vụ của công thần First One. Mới đây trên trang fanpage cá nhân của mình thì First One đã xác nhận sẽ tạm ngừng thi đấu chuyên nghiệp trong năm 2021 để ổn định lại tinh thần sau màn trình diễn đáng thất vọng trong năm qua. Một năm không thực sự quá thành công đối với First One và Buriram United eSports, đánh mất chức vô địch IPL mùa đông 2020 cùng màn thể hiện nhạt nhòa tại AIC 2020 và đặc biệt là tình huống cầm tu len đi rừng không mang trừng trị đã khiến cho First One chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Người chơi đi rừng này đã quyết định tạm nghỉ thi đấu chuyên nghiệp trong năm 2021. Trước khi First One rút khỏi đội hình, Buriram United eSports đã nói lời chia tay với 5 tuyển thủ. Đây rõ ràng là một tổn thất về mặt nhân sự vô cùng lớn và gã nhà giàu khu vực IPL Thái Lan sẽ cần phải hoạt động rất mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Chia tay với Buriram United eSports, với 007X thì bến đỗ của anh là mái nhà xưa Wolves Bacon Times, còn với Summer hay là tài năng trẻ Blue Ruby, bến đỗ tiếp theo của hai tuyển thủ này sẽ ở đâu? Câu trả lời là trong tuần qua thì đội tuyển Evos eSports đã cực kỳ nhanh chóng có được chữ ký của hai tuyển thủ này và đặt ra tham vọng rất lớn trong mùa giải tới. Sau khi nói lời chia tay với Buriram United eSports, tài năng trẻ Blue Ruby đã chọn được bến đỗ mới cho mình, đó là Evos Esports. Cùng với đó, đội tuyển này cũng đã có được sự phục vụ của Summer trong mùa giải sắp tới. Với việc hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ hàng loạt những tên tuổi lớn, rõ ràng Evos Esports đang đặt rất nhiều tham vọng trong mùa giải tới. Chúng ta có thể thấy là Buriram United eSports đang phải chịu tổn thất rất lớn về mặt nhân sự. Và ngay lập tức thì gã nhà giàu của khu vực APL đã có những động thái đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng khi có được sự phục vụ của bộ đôi KSSA và NT. Trong khi đó thì Overfly cũng đã xác nhận sẽ quay trở lại mái nhà xưa sau một mùa giải thi đấu cho Talon Esports. Sau khi chia tay hàng loạt những trụ cột, Buriram United eSports cũng đã có những động thái đầu tiên của mình trên thị trường chuyển nhượng. Mới đây trên trang fanpage của đội tuyển, William xác nhận đã chiêu mộ được bộ đôi KSSA và NT sau khi cả hai tuyển thủ này hết hạn hợp đồng với đội tuyển cũ là Evos Esports. Cùng với đó, William cũng chào đón sự trở lại của Overfly sau khi anh chàng này có một mùa giải thi đấu ở Talon Esports. Có thể thấy là trong 2 tuần qua thì tin đồn chuyển nhượng luôn là điều mà các bạn khán giả quan tâm nhất đúng không nào? Nhưng chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở đây đâu. Các đội tuyển sẽ còn có rất nhiều thay đổi về mặt nhân sự để chuẩn bị cho mùa giải tới. Chính vì vậy hãy tiếp tục đồng hành cùng với Phương Thảo trong những số Mega News tiếp theo để cập nhật những tin tức hot nhất và tìm ra những ẩn số mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những số lần sau. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile eSports Arena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu eSports đỉnh cao của đấu trường danh vọng mùa đông 2020 và các giải đấu Liên Quân trên toàn thế giới.